Ok, hello chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ lên hàng cho các bạn hai chiếc máy này nha. Trên tay mình đây là hai chiếc máy ảnh Nikon Copix, con màu trắng của nó là tên là Nikon Copix A300 nè. Còn con màu đen này á là Nikon Copix S3700. Cả hai máy này đều có wifi đây ha, có cái dưỡng năng wifi nè. Đây nè, y chang nhau hết nha. Thì đầu tiên thì hai chiếc máy này thiết kế hoàn toàn giống nhau ha. À, các bạn nhìn vào đây nè, thiết kế là giống nhau như đúc, giống như là hai anh em sinh đôi đó. Nào, tất cả các ký tự trong đây đều hoàn toàn giống nhau hết, và những cái đường nét ha, đường nét nè, đây là những cái điểm nhấn gì của nó nè, nó hoàn toàn giống nhau hết, về mặt sau của nó hoàn toàn giống nhau hết luôn nha. Đó rồi thì mình xin giải thích luôn là hai chiếc máy này là cùng một máy thôi, nhưng mà nhà sản xuất người ta đặt tên là khác nhau. Con màu trắng đặt tên là A3000, còn con màu đen này đặt tên là S3700. Sở dĩ có cái việc mà đặt tên khác nhau này á, là lý do là nhà sản xuất người ta chủ động người ta đặt tên như thế. Bởi vì nó có một số tình huống như thế này. Ví dụ như cái máy sản màu trắng này người ta muốn bán ở thị trường châu Á, người ta đặt tên là Nikon Copix A3000, A300. Còn cái máy màu đen này người ta muốn bán qua thị trường châu Âu hoặc là Mỹ, người ta đặt tên là Nikon Copix S3700. Mục đích á, là để đa dạng hóa cái tên gọi này kia đó. Nhưng mà về chức năng thì hai cái máy này hoàn toàn chức năng hoàn toàn giống nhau hết. Mình đã xem hết những cái chức năng trong đây rồi, bên trong hoàn toàn thiết kế giống nhau hết. Để mà biết được thì mình phải xem ở bên trong này nè, mình bấm vào trong đây và mình xem, mình soi từng cái chức năng như thế này nè thì mình mới biết được. Thì trong video này ngắn ngủi thì mình không có soi từng chức năng cho các bạn xem, nhưng mà mình khẳng định với các bạn là hai máy này nó giống nhau. Cái việc mà đặt tên như thế này á, thật ra là không phải mỗi cái hãng Nikon, nhiều cái hãng khác cũng giống hệt như vậy luôn. Ví dụ như thường hãng Canon, các bạn sẽ thấy, các bạn lên trên mạng các bạn sẽ tìm hiểu thì các bạn sẽ biết được là hãng Canon nó gặp cái trường hợp như thế này rất là nhiều, tức là một chiếc máy đó nhưng mà họ sản xuất và họ đặt hai cái tên, mục đích là do họ bán ở nhiều thị trường khác nhau, và những hãng khác đều có như vậy hết, kể cả xe hơi, xe ô tô nó vẫn có như vậy nha. Ví dụ như xe ô tô Innova đó, ở Việt Nam đặt là tên Innova, nhưng ở thị trường là Indonesia hoặc là thị trường của Ấn Độ á, thì cái hãng Toyota họ đặt tên khác, họ không có đặt tên là Innova nha. Thì đó là cái thông tin mình để mình cung cấp cho các bạn hiểu. Cái việc này để mình muốn làm clip để cho các bạn hiểu thôi. Một số bạn nhiều khi á, là cảm thấy là lo lắng là mình giải thích như thế là có đúng hay không, hoặc là mình nói nhiều khi mình nhắn tin á, mình nói nhưng nói không hết được, do đó là mình quay clip này. Thì các bạn cứ tìm hiểu đi, các bạn sẽ biết được cái chuyện này nha.